Mua 3 cân thịt lợn. Thằng Mít, thằng Mít đâu rồi? Con đây thưa ông. Mày làm gì mà tao gọi mãi không ra vậy? Dạ, con đang giáo huấn con sen giúp ông. Không có con, nó ăn vụng hết nồi cá của ông rồi đấy. Phen này, ông phải nọc nó ra, đánh cho nó no đòn cho nó chừa. Còn cả mấy ông tá điền nữa, lười chảy thay ra, ngày nào cũng thế. Sáng bảnh mắt ra mà vẫn chưa cho trâu ra đồng. Được lắm, nhưng đấy là việc của tao. Còn mày, bây giờ có việc đây. Cái vụ dỗ chạp này, bà mày mới mời thêm một số khách nữa. Mày ra chợ mua thêm cho tao ít đồ. Mua thêm những gì ạ? À? Lại được đi mua đồ, lại ăn bớt được của lão mấy đồng rồi. Xem nào, 2 cân thịt bò, 3 cân thịt lợn, 4 bó rau, 3 lạng ớt, nửa cân chanh. À, cả hành lá nữa nhé. 2 cân thịt bò, 3 cân thịt lợn. Ôi, nhiều quá con không nhớ hết được ông ơi. Nhỡ mua về lại thiếu thì sao? Đúng là thằng ngốc, có thế mà cũng không nhớ nổi. Để tao ghi vào một tờ giấy nhé, cho mày khỏi quên. Ê, con có biết chữ đâu. Ông đưa giấy khác nào. Tao quên mất là mày không biết chữ. Đúng là dốt đặt cán mai mà. Mà tao nhớ mày cũng đi học chữ mà. Không phải tại con đâu ông, lỗi là tại thầy đồ không biết dạy thôi. À, tao cứ ghi vào giấy cho mày. Ra chợ, mày đưa cho người bán hàng đọc hộ, thế là được chứ gì. Đúng rồi, có thế mà không nghĩ ra. Ông đúng là thông minh mà. Tao cần mày khen thông minh à. Ê, cậu Mít, cậu quên trả tiền bánh tôi. Dám mở miệng đòi tiền tôi à? Bà Mộc ở đâu ra mà không biết luật làng này? Biết tôi là ai không? Tôi là Mít, tâm phúc của ông Phú Dần đấy. Tôi ăn bánh của bà là phúc đức cho nhà bà, còn dám mở miệng đòi tiền? Rõ là thịt bò, thịt lợn tươi ngon đây. Lão già, cho 3 cân thịt lợn. Có ngay, có ngay. Thịt được đấy. À, này lão, lão đọc hộ xem trong này ông chủ tôi viết chữ gì để tôi đi mua thêm. Chữ gì mà bé tí, chả đọc được thế này. Lão cũng không đọc được sao? Đọc được rồi. Còn thiếu 4 bó rau, 3 lạng ớt, nửa cân chanh và một bó hành lá. Bà Tám này, lấy cho khách những thứ trong giấy này. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Phen này thì ta sẽ không bị chê dốt nữa. Ta mà biết đọc thì kiểu gì ông chủ cũng khen ngợi và coi trọng ta. Ông chủ, bán cho cái kính nào. Ồ, mời quý khách vào chọn. Anh muốn mua loại nào? Loại nào mà nhìn rõ chữ ấy? À, đó là kính cận, để tôi lấy anh xem vài mẫu. Ôi da, sao chóng mặt thế? Đấy là anh đeo chưa quen thôi, một lát là ổn ngay ấy mà. Không được, cái này không tốt. Đổi cái khác xem nào. Vâng, còn nhiều mẫu lắm ạ. Chả thấy gì sắc. Sao tiệm của ông không có cái kính nào tốt hết vậy? Ê, sao anh lại nói thế? Cửa hàng tôi kính nào cũng tốt hết. Anh thử cả chục cái mà không ưng cái nào sao? Ưng làm sao được mà ưng. Kính tốt thì tôi đã đọc được chữ rồi. Đằng này đeo vào chả thấy gì, lại còn hoa mắt chóng mặt nữa. Tôi hỏi khí không phải. Anh có biết chữ không? Nhà anh này hỏi lạ. Biết chữ thì đã không cần mua kính rồi. Hả?
Anh đúng là thằng ngốc mà. Không biết chữ thì có đeo cả trăm cây kính cũng vô ích thôi. Làm tôi mất cả buổi chiều với anh. Thế sao ông Tư bán thịt không đọc được chữ trên tờ giấy tôi đưa, đeo kính vào lại đọc được luôn? Là do mắt ông ta kém, chứ đâu phải ông ta không biết chữ. Kính này chỉ giúp đọc rõ hơn thôi. Thôi ông tướng, đi chỗ khác cho tôi bán hàng. Đi! Đồ gan dở, mất thời gian. Thế ra mình đúng là dốt đặc cắn mai thật sao? Nghị lực của ngựa trắng. Đường Lâm sao chậm thế? Con Bạch Long này, sao hôm nay mày vô dụng vậy? Mới chạy có nửa ngày mà đã quỵ rồi. Mày mà còn thế nữa, tao sẽ thay con ngựa khác. Kìa Minh, sao phải bực tức vậy? Con ngựa này già yếu, vô dụng rồi, tao muốn thay con khác. Minh à, con Bạch Long này là một con ngựa tốt hiếm có. Chỉ tại mình bắt nó chạy nhiều quá, bị kiệt sức nên nó mới như vậy thôi. Mình bớt đi đua ngựa, cho nó nghỉ ngơi là nó lại chạy tốt ấy mà. Lại cả nàng nữa, niềm đam mê của ta là đua ngựa. Sao nàng có thể nói ta bớt đi đua ngựa chứ? Đi, đi. Đi ra mau, con ngựa lười biếng này. Đi nào. Mày đúng là thân lừa ưa nặng, cứ phải ra roi mới chịu nghe lời phải không? Ôi, chàng tỉnh rồi hả? Ta làm sao thế này? Tay ta sao không cử động được? Chàng đừng cử động, chàng quên rồi hả? Chàng đã bị ngã ngựa trên núi và bị gãy tay. Thầy thuốc đã băng bó lại rồi. Trời, gãy tay à? Liệu... Tay phải của cậu gãy xương rất nặng. Các mảnh xương vỡ đã được cố định, nhưng rất khó lành lại. Cái gì? Chẳng lẽ tay ta bị liệt luôn sao? Dù thế nào, đã có em ở bên cạnh đây rồi. Không, không. Mình ơi, thiếp mang cháu Yến đến đây, chàng cố ăn cho chóng bình phục. Ta không ăn, nàng đem ra đi. Kìa mình, sao mình lại không biết lo cho sức khỏe như vậy? Ta đã ra thế này còn lo cái gì chứ? Tay ta đã trở thành tàn phế rồi, cuộc sống của ta trên lưng ngựa giờ không còn nữa. Đàn ông như ta coi như vô dụng rồi. Mình đừng nói thế, đợi một thời gian nữa, sức khỏe phục hồi, mình lại có thể cởi con Bạch Long đi săn rồi. Con Bạch Long, nó sao rồi? Nó bị gãy hai chân, cũng được băng bó rồi. Mình có muốn ra thăm nó không? Có, đưa ta ra đó đi. Mình đừng vào vội. Mấy hôm nay con Bạch Long ngày nào cũng luyện tập như vậy, gã rồi nó lại đứng lên. Nó rất kiên cường. Em nghĩ nó sẽ sớm đứng lại được trên đôi chân của mình thôi. Tao thua mày rồi, Bạch Long ơi. Nhìn xem, con ngựa đã lấy lại được phong độ rồi. Nó đúng là một con ngựa kiên cường. Cả mình nữa chứ. Cánh tay của mình tuy không còn linh hoạt như xưa, nhưng tôi thấy mình vẫn là người cưỡi ngựa số 1 đó. Ta phải cảm ơn nàng. Chính nàng đã giúp ta có được ngày hôm nay. Đáng đời Tú Cát. Tránh được, tránh
đường nào. Tránh đường cho ông Tú nào. Tránh đường nào. Dạ dạ, con biết rồi ạ. Ôi, anh làm gì vậy? Sao lại đạp táo của tôi? Không thấy là ông Tú đang đi tới hay sao mà ngồi chền ên giữa đường thế hả? Tội nghiệp anh chàng bán táo quá à. Ai chứ ông Tú thì đừng có dây. Ông ta ỷ mình có chút chữ nghĩa, lại có quan trên đỡ đầu nên hợm hỉnh hóng hách lắm. Nào có ai dám chống lại. Ôi trời, có chút chữ nghĩa thật đấy. Ông ta chỉ được cái hợm hỉnh chứ tài bằng ai đâu. Nhưng vẫn không là gì so với cậu Quỳnh. Thế đứa nào vừa nói ta không hay chữ bằng thằng Quỳnh đấy? Dạ là anh này ạ. Có biết ta là ai không mà dám nói thế? Ta nổi tiếng hay chữ nhất vùng này. Kẻ nào dám hơn ta chứ? Con không biết ạ. Nhưng làng trên xóm dưới ai cũng ca ngợi Quỳnh là người hay chữ. Bao chỉ cho ta thằng Quỳnh là thằng nào. Đến nơi chưa? Sao lâu vậy? Dạ kia rồi. Quỳnh nó đang cho heo ăn đấy ạ. Ông ra đó mà gặp. Con về nha. Cái thằng này. Mày đứng đây chờ ông. Mày là Quỳnh hả? Vâng, con là Quỳnh. Ông biết con ạ. Tưởng thế nào, hóa ra là một thằng nhóc. Nghe nói mày hay chữ và có tài đối đáp lắm. Mày có dám đối lại ông không? Sao con phải đối với ông? Vì có đứa dám bảo mày hay chữ hơn ông, nên ông muốn thử xem thiên hạ nó có đồn láo không. Nếu mình không làm thì đây là ông Tú Cát mà gần đây dân làng vẫn đồn. Được, hay lắm. Vậy con xin hầu ông đối ạ. Có chi khi. Nếu mày đối được, ông sẽ thưởng 10 đồng. Bằng không phải chịu đánh đòn. Mày dám không? Con cũng muốn thử ăn đòn một lần xem sao. Thằng này được. Xem nào. Lợn cứng ăn cám tốn. Lợn cứng ăn cám tốn. Mày thua chắc rồi. Câu này khó thế. Xem mày đối được không. Có rồi. Lợn cứng ăn cám tốn. Chó khôn chớ cắn càng. Cái gì? Chó khôn chớ cắn càng. Lợn đối với chó, khôn đối với cứng, càng đối với tốn. Thế đã chỉnh chưa ạ? Thằng này gớm thật. Nó dám xó mình là chó nữa chứ. Được rồi, coi như mày ăn may. Nghe câu đối tiếp theo nè. Hả? Lại đối nữa? Sao? Sợ rồi hả? Nếu thế thì nhận thua đi. Ta tha cho. Ê không, con vẫn muốn được mở mang đầu óc. Mời ông ra câu đối ạ. Trời sinh ông Tú Cát. Đúng là hóng hách ngạo mạn mà. Được đã thế thì. Trời sinh ông Tú Cát, đất nứt con bò hông. Hả? Cái gì? Đất đối với trời, con bò hung đối với ông Tú Cát. Quá chỉnh phải không ạ? Mày dám ví ông với con bò hung hả? Ông còn câu đối nào hay hơn không ạ? Nếu không, ông cho con xin 10 đồng ạ. Tiền nè. Chữa trọng bệnh. Ôi con tôi, chúng ta phải làm sao bây giờ đi? Phải bình tĩnh mình ạ. Chúng ta kiếm thầy lang khác chữa cho con. Mình yên tâm, kiểu gì con cũng sẽ khỏe lại thôi. Cô chú Tư có nhà không đấy? Bác Ba đến ạ. Tôi mang ít gạo sang cho cô nấu cháo cho thằng bé. Cảm ơn bác, lúc nào cũng giúp đỡ nhà em. Ơn hợi gì, cô chú khách sáo quá. Mà thằng bé thế nào rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa? Bác ạ, vợ chồng em cũng lo lắm. Tôi bảo này, thằng bé bị bệnh đã chữa mấy nơi rồi mà không khỏi. Có khi là bệnh âm cũng nên. Bệnh âm ấy ạ? Thì chữa mãi còn gì. Bệnh âm là không thể chữa khỏi bằng thuốc được đâu. Nghe nói ở làng Bùng có một thầy pháp cao tay lắm. Đoán được vận mệnh, thấy rõ tương lai, còn chữa được cả bệnh nữa đấy.
Thầy bảo nhiều người theo chữa bệnh khỏi lắm. Nghe lời tôi, cô chú thử tới đó một lần xem sao, biết đâu đúng bệnh lại chữa khỏi. Vâng, để nhà em suy nghĩ thêm đã. Chắc cũng phải vậy thôi. Ừ, nếu đồng ý thì báo tôi dẫn đi. Thế nha, tôi phải về cái đã. Vâng, cảm ơn bác. Mình định nhờ thầy Pháp chữa cho con thật sao? Thì cũng phải thử xem. Chúng ta đã đi 3-4 thầy lang rồi mà có ăn thua gì đâu. Bệnh của thằng bé chẳng những không thuyên giảm mà còn ngày một nặng hơn nữa. Nhưng cũng không thể tin vào thầy Pháp được. Đấy là mê tín. Chẳng ai có thể nhìn thấy trước tương lai, có thể trị được bệnh nhờ thần linh hay ma quỷ gì đâu. Vậy thì mình biết phải làm thế nào? Thì phải tin. Chứ tin gì mấy ông thầy Pháp. Nhưng em lại không thể để cho con phải chịu bệnh thế được. Cứ kệ em. Ba la ba la ba la. Ba la ba la ba la. May mà hôm nay không đông lắm. Chứ mọi khi người đứng ngoài sân đợi chật ních. Nghe nói trước kia nhà ông Phú Đại mất hộp trang sức mà thầy chỉ nhìn qua gương là tìm lại được. Lại còn cứu được cả người tắc thở sống dậy cơ đấy. Giỏi lắm. Thế cơ ạ? Người tiếp theo. Dạ, chúng con chào thầy ạ. Người phụ nữ này đang cảm thấy rất phiền não phải không? Đấy, ông ấy nhìn qua đã biết ngay rồi. Hoan nhìn, ta đã thấy rồi. Người vốn thuộc dòng dõi con nhà đế vương, đại phúc đại lộc, nhưng chẳng may kiếp trước phạm sai lầm, nên kiếp này bị phạt phải chịu khổ. Dạ, thầy nói đúng quá ạ. Xin thầy hãy giúp cô ấy, cứu cháu nó đang bị bệnh nặng lắm mà. Biết rồi, không phải nói. Thầy cũng thấy cả, cơ mà đừng lo. Dù là khổ, nhưng nếu biết cách thì sẽ phục hồi lại được phúc lộc của nhà chị. Chỉ cần làm một cái lễ ta kêu cho, thì con chị sẽ khỏi bệnh ngay thôi. Vâng, xin thầy giúp con, thế nào con cũng xin theo ạ. Gặp được tôi thì nhà chị cứ yên tâm. Giờ tôi sẽ làm lễ luôn cho nhà chị. Tiền lễ là 2.000. 2.000 cơ ạ? Nhưng em lấy đâu ra ngần ấy tiền bây giờ? Tôi sẽ cho cô vay. Bây giờ thằng bé là trên hết, phải chữa bệnh cho nó. Vâng ạ, đành phải thế vậy. Có cháy, bếp nhà thầy bị cháy rồi. Cái gì? Cháy ư? Ủa, có cháy ở đâu cơ chứ? Cháy ở đâu hả thầy? Có sao không ạ? May quá, không sao cả. Ai, kẻ nào bảo nhà ta bị cháy thế không biết. Thật là độc mồm độc miệng. Thầy bảo nhìn là biết hết cơ mà. Là tôi bảo đó. Sao anh ấy lại tới đây? Người thật to gan. Dám đùa cợt với thần thánh hả? Tôi nào có ý đó. Chỉ là tôi có một thắc mắc. Ông tự nhận là thầy Pháp. Nhà tiên tri đoán trước tương lai vận mệnh, nhìn rõ mọi việc. Vậy mà lại không biết nhà của mình có bị cháy hay không? Ngươi! Ừ nhỉ? Mà thầy bảo chuyện gì cũng biết cơ mà. Đúng là lão rồi. Bắt lấy lão ta. Tại sao lại bắt ta? Thả ta ra. Lần này thì khổ cho lão rồi. Dám giở trò lừa đảo, mê tín dị đoan. Bao nhiêu người đâm đơn kiện ngươi rồi. Sao mình lại làm thế? Sao mình lại ở đây? Tại tôi nói mà mình không nghe, nên tôi đành phải làm cách này. Ông ta bị bắt vì vừa bị nhiều người kiện vì tội lừa đảo đấy. Rõ ràng ông ta chẳng có tài cán gì, dùng thánh thần để lừa gạt mọi người thôi. Tí nữa thì mất tiền. Thật là may quá đi. Vậy con chúng ta thì sao? Anh vừa tìm được một thầy lang giỏi lắm. Ông ấy hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Nếu không sẽ không lấy tiền. Bệnh phải chữa bằng thuốc, chứ không thể chữa bằng mê tín dị đoan được mình à. Có lẽ chú ấy nói cũng phải đấy. Chỉ vì lo lắng mà suýt chút nữa thì tiền mất tật mang rồi. Chúng ta mau đưa thằng bé đến thầy lang đi. Vâng, mình về thôi. Chiến dịch đặc biệt. Anh ơi, có khi mai vào viện nằm đi, chứ em mệt quá à. Lưng đau, bụng này chắc sinh sớm quá. Bác sĩ bảo dự sinh là tuần sau cơ mà. Vào viện, một ngày nằm là mấy trăm ngàn đó. Em có người quen ở viện, hay là để nhờ xem có sắp xếp được phòng rẻ rẻ không? Người quen?
Người quen nào? Anh làm sao mà biết hết được bạn em? Đi nhé, chắc là được ấy mà. Anh này nhiệt tình lắm. Anh này nhiệt tình lắm. Anh nào không biết? Phải mổ thôi, vì em bé khá mập, còn mẹ thì nhỏ người. Giờ anh đi làm thủ tục đăng ký sinh cho Hiền nhé. Anh Nam đây, trước gần nhà bà ngoại đó anh. May quá có anh Nam giúp. Cảm ơn anh nhé. Nhìn cái gã này quen lắm mà không nhớ ra là ai. Bác sĩ trưởng khoa thì hô một cái ai chẳng nghe. Có gì mà cảm ơn xoắn xít cả lên. À thôi chết, quên không hỏi có được ở phòng tự nguyện không. Em bầu bì ăn uống thế nào mà gầy thế? May mà con khỏe và nặng cân nhé. Sinh rồi nhớ tẩm bổ vào. Sữa mẹ rất tốt cho trẻ đấy. Em đau quá chồng ơi. Cả cái dãy chờ sinh này có ai là không đau đâu. Cố tí nữa, bác sĩ bảo mai mới mổ còn gì. Anh gọi anh Nam. Gọi anh Nam đến đi. Em mổ luôn, em không chịu được nữa rồi. Đợi hỏi đã, hơi tí là anh Nam, anh Nam. Bác sĩ Nam không trực đêm nay. Anh đưa chị ấy vào phòng khám lại. Để tôi gọi cho bác sĩ Nam xem có được không. Vâng, cô giúp cho. Bác sĩ, Hiền ở trong đó rồi. Nhờ anh hết đấy. Anh yên tâm nhé. Con bé con xinh đáo để, trắng trẻo sỏi sàng, trộm vía giống bố quá. Giống bố nốt cái cơ bản nữa có phải tốt không? Lại hồi hộp chờ lần hai được thằng cu mới yên tâm được. Anh ấy thương thì thương thật, nhưng vẫn mong thằng cu lắm. Con cái là lộc trời cho, có ai chọn được đâu. Trai hay gái cũng là con, khôn lớn trưởng thành. Sống có tình có nghĩa là mừng rồi. Anh ấy nghĩ được như thế thì tốt quá. Lắm lúc nghĩ mà tuổi. Chào hai mẹ con. Ơ, anh. Hai mẹ con thế nào rồi? Sữa về chưa? Em ngồi được rồi cơ à? Em cố ngồi dậy được từ sáng anh à. Có sữa rồi. Trộm vía bé con được bác Nam đón tay nên ngoan lắm ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Em đừng nói vậy. Anh em mình chứ có phải là người dân đâu mà khách sáo. Con đổi ca rồi tối lại vào. Cháu về nhé. Anh về ạ? Thằng Nam nó vẫn vậy nhỉ. Tốt nết, không đi du học. Có khi bây giờ là con rể của mẹ cũng nên. Mẹ đừng nói thế, đến tay chồng con lại không hay. Cho tôi thanh toán tiền cho bệnh nhân Thanh Hiền, phòng sản 1A. Dạ anh ơi, chi phí bác sĩ Nam thanh toán hết rồi anh ạ. Bác sĩ Nam, cái gã này định làm cái gì không biết. Quá lắm rồi. Cái Hiền sướng quá, gặp đúng thằng Nam phụ trách mổ. Ngày xưa suýt lấy nhau đó, nó không kể với anh à. Này, cô xin xỏ, ngọt nhạt gì mà để cho Nam trả tiền viện phí. Tôi chưa nghèo đến mức để người ta thương hại nhé. Ơ kìa anh, anh làm sao thế? Anh nói gì em không hiểu. Anh nói bé bé con đang ngủ. Tôi cứ thích nói tướng lên đấy. Tôi hỏi cô, có bác sĩ nào đang đêm mà bệnh nhân gọi cái phi vào viện luôn không? Giờ còn thanh toán viện phí. Đó là người yêu cũ của cô phải không? Tình xưa nghĩa cũ vấn vương nên mới quan tâm thế chứ gì. Hay là hai người vẫn còn tình cảm với nhau? Anh thôi đi. Chuyện là chuyện quá khứ, giờ bọn em chỉ là bạn tốt thôi. Bạn bè giúp nhau có gì sai. Còn chuyện anh Nam thanh toán viện phí, em không hề biết tí nào. Còn nói à? Bọn em ư? Tôi không để yên vụ này đâu. Chào anh, tôi cũng đang định gặp hai người. Anh Nam, anh... Này anh, tôi không cần biết anh là trưởng khoa hay giám đốc gì. Anh lấy tư cách gì mà trả tiền viện phí cho vợ người ta? Anh có ý gì? Anh hết sức bình tĩnh nghe tôi nói đã. Chuyện miễn viện phí là theo chiến dịch viện đang phát động. Tôi chỉ là người đại diện khoa thanh toán thôi. Chiến dịch gì thế? Chiến dịch chống phân biệt giới tính, trọng nam khinh nữ. Theo đó, mỗi ca sinh bé gái, thai phụ sẽ được miễn toàn bộ viện phí anh à. Đó là chương trình cấp trên chỉ đạo, khoa phải hưởng ứng chứ.
là chiến dịch rất có ý nghĩa và nhân văn mà. Tôi nghĩ Hiền may mắn lắm mới lấy được người như anh đây. Đêm thức trắng trông con cho vợ ngủ, chắc sẽ chẳng có chuyện trọng nam khinh nữ đâu, phải không Hiền? Tôi thật hồ đồ quá. Xin lỗi anh Nam nhé. Ai thì em không biết, chứ anh nhà em thương vợ thương con lắm, chồng nhỉ? Con gái của ba đáng yêu, xinh xắn thế này cơ mà, yêu còn không hết nữa. Cả nhà chuẩn bị về thôi, thủ tục xong hết rồi. Cảm ơn anh Nam nhiều nhé. Em nhìn con này, cái mũi này là của anh chứ ai. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.